phát biểu cảm nghĩ về mái trường thân yêu. Ai cũng có kỷ niệm, niệm về trường, thầy cô, bạn bè, em cũng không ngoại lệ. Ấn tượng đầu tiên của em là vào năm lớp 4, em đã gặp được thầy Tuấn. Năm nay thầy đã ngoài 40 rồi. Thầy đã học cho em đi học hàng ngày. Thầy suy dưỡng với chúng em bên trong, rồi lên trước nè. Rồi bạn lên, bạn tự giới thiệu về mình nha. Em tên gì? Yeah.
được thầy